anh ơi, em nói thật với anh là đời em ghét nhất là ngồi đăng tin quảng cáo anh ạ. Ngồi đăng tin quảng cáo được 15 phút đó nó buồn ngủ. Không hiểu mà ngồi chơi game một bánh cà đêm cũng được, mà ngồi đăng tin quảng cáo tí là buồn. Đấy, em ghét nhất là cái món cứ ngồi đăng đấy. Chán lắm anh ạ. Có cách nào để mà không phải đăng tin đăng bài mà vẫn có khách hàng không? Thế thì báo cáo các đại ca là dễ thôi nhá. Mình không muốn làm thì chúng ta bỏ tiền ra thuê người ta làm cho mình đấy. Thì đấy là cách đơn giản nhất. Thì ngày xưa tôi cũng thế, thì tôi nói thật là tôi cũng như anh em nhiều ông, cứ ngồi được 30 phút buồn ngủ lắm. Thì chả hiểu sao mà chơi thì không buồn ngủ nhưng mà cứ làm là buồn ngủ. Thế nên là có một cách là thôi cái việc đấy thì mình chuyển nó đằng khác, chịu khó thì ăn ít đi đấy. Nhưng mà thực ra không ăn ít đi đâu nha, các ông còn chén được nhiều hơn nha. Bằng cách là gì, nếu như chúng ta mà tự chúng ta ngồi ấy, thì chúng ta sẽ không làm được liên tục đâu nha. Thường chúng ta làm nửa tiếng nó chán rồi, ông nào chịu khó lắm thì tôi cho ngồi tiếng đi cho nó chán lắm rồi nha. Đấy, rồi thì ngồi nó còn bao nhiêu việc, điện thoại khách hàng hỏi để nhắn tin các thứ, có khi không tập trung để đăng tin đâu nha, hiệu quả cực thấp luôn đấy. Nên là chúng ta nên đầu tư tiền để mà thuê một người họ ngồi họ đăng tin cho chúng ta, đăng tin những tin miễn phí, đăng tin những tin mất tiền, họ đăng ổn định ngày nào cũng đăng đấy. Thì khi một đến một thời lượng nào, chỉ sau một tháng hai tháng tin của các bạn phủ khắp rồi, các bạn sẽ có rất nhiều khách hàng nhé. Và khi khách hàng như vậy, các bạn chỉ cần bán thêm mỗi tháng một căn thôi là các bạn đã thừa tiền, các bạn dư ra cái tiền để các bạn trả cho cái người đăng tin rồi. Anh em nhớ là như vậy, nên là các bạn có thể tăng gấp 2, gấp 3, gấp 5 lần cái hiệu quả chốt sale nếu như các bạn có một người hỗ trợ chuyên cái việc quảng cáo cho anh em nhá. Tốt nhất là bỏ tiền ra đấy, nó hay hơn rất là nhiều cho việc các bạn cứ ngồi đăng tin. Vì nếu các bạn đăng tin thì nó sẽ không đều, nó không đều, có ngày đăng có ngày không đăng đấy. Mà cái việc quảng cáo thì ngày nào cũng phải quảng cáo, đúng không đấy. Nên là nên thuê người, vì khi thuê người lại giúp cho cái khách hàng, nguồn khách hàng của bạn sẽ biết đến bạn ổn định hơn, được nhiều hơn đấy. Và càng nhiều khách hàng thì cái ngày làm việc của các bạn nó sẽ hiệu quả hơn. Nếu các bạn cái việc đấy rất là chán thì có khi chúng ta ngày một tuần chúng ta chỉ ngồi một ngày hai ngày thôi thì khách hàng nó sẽ ít đi. Nếu chúng ta tập trung vào cái việc chúng ta mạnh, chúng ta giỏi là chúng ta đi tư vấn, đi chốt khách hàng, thì việc có người ở nhà ngồi hỗ trợ đăng tin quảng cáo chúng ta có nhiều khách hàng, chúng ta chạy liên tục sáng chạy, khi chúng ta đang ở ngoài đường có khi chúng ta nghĩ có thể chạy được 5-7 khách, đúng không đấy. Nhưng mà bây giờ chạy hết một khách lại về nhà lại ngồi lọ mọ đăng tin, xong lại chưa kịp đăng, khi lại có ông lại gọi, khi lại nhấp nhổm lại đứng dậy lại về bật máy, về tắt máy, xong rồi lại copy, xong lại soạn, nó mất thời gian cực kỳ luôn nha. Cái thời gian đi về đó là tiện chúng ta ngoài đường, có khi chúng ta nghe 4-5 cuộc điện thoại, chúng ta hẹn một leo, chúng ta chạy một xô, thì một ngày em cháu thể chạy 5-7 khách ngon lành. Nhưng mà nếu chúng ta vừa chạy vừa đăng tin thì có khi ngày 1-2 khách là hiệu quả giảm đi cực nhiều luôn nhá. Thế nên cái việc đăng thuê người đăng tin là việc rất quan trọng, anh em phải thuê, phải nghĩ đến cái việc đó thì chúng ta mới tăng hiệu quả trong cái việc chốt sale được. Và còn làm thế nào để mà thuê và thuê như thế nào thì tôi sẽ hướng dẫn anh chị em trong video sau. Anh em nhớ đăng ký để mà tôi sẽ có cái video hướng dẫn anh em cách thuê người như thế nào, đăng tin như thế nào để hiệu quả và có tiết kiệm chi phí. Rồi, xin chào anh em, hẹn gặp lại anh chị em trong video sau, và nhớ đăng ký video để tới ra video sớm nhất anh chị em nhận được video nhá. Xin chào, hẹn gặp lại.